Dạ, mình chào quý cô chú anh chị em ha. Nay tiếp tục quay trở lại nhà vườn của chị Thảo về một lô phôi muốn giao lưu tới quý cô chú anh chị em mình ha. Rồi, chào chị Thảo. Chào anh Thái, mình chào cô chú và anh chị trên kênh Pháp Thái TV ha. Hôm nay mình về số phôi với Mỹ để giao lưu của chú và anh chị. Mong cô chú anh chị xem và ủng hộ cho em. Và cảm ơn cô chú và anh chị đã ủng hộ em những clip vừa rồi ha. Không để mất thời gian, cô chú và anh chị em vô mã số 1. Rồi, em xin đo chiều cao của phôi. Chiều cao của phôi là 50. Hoành cổ là 21. Sổ đế là 48. Rồi mã số 1 thì em xin Zalo với giá là 200. Em xin lên phôi số 2. Rồi, em xin đo chiều cao của phôi. Chiều cao của phôi là 52. Hoành cổ là 29. Sổ đế là 42. Rồi em xin Zalo mã số 2 này giá là 200. Em xin lên phôi số 3. Phôi một rễ rất là quái không chị? Già rất là già ha. Rồi, em xin đo chiều cao của phôi. Chiều cao của phôi là 61. Hoành cổ là 30. Sổ đế là 55. Mã số 3 này em xin Zalo với giá là 400. Em xin lên phôi số 4. Em xin đo chiều cao của phôi. Chiều cao của phôi là 58. Hoành cổ là 26. Sổ đế là 50. Mã số 4 này em xin Zalo với giá là 400. Em xin lên phôi số 5. Em xin đo chiều cao của phôi. Chiều cao của phôi là 64. Hoành cổ là 28. Sổ đế là 47. Rồi em xin Zalo mã số 5 này giá là 350. Em xin lên phôi số 6. Em xin đo chiều cao của phôi. Chiều cao của phôi là 64. Hoành cổ là 23. Sổ đế là 49. Mã số 6 này em xin Zalo với giá là 300. Em xin lên phôi số 7. Một rễ nở hậu quý anh chị. Nở đế ha. Em xin đo chiều cao của phôi. Chiều cao của phôi là 50. Hoành cổ là 21. Sổ đế là 54. Mã số 7 này em xin Zalo với giá là 350. Bao phí ship, bao sống cho quý cô chú anh chị em mình luôn nha. Rồi, em xin lên phôi số 8. Phôi một rễ cò lắc ha. Rồi, em xin đo chiều cao của phôi. Chiều cao của phôi là 54. Hoành cổ là 18. Sổ đế là 51. Mã số 8 này em xin Zalo với giá là 400. Phôi này chơi nghệ thuật rất là đẹp anh chị. Rồi, em xin lên phôi số 9. Một cái phôi đặc. Em xin đo chiều cao của phôi. Chiều cao của phôi là 62. Hoành cổ là 36. Sổ đế là 49. Mã số 9 này em xin Zalo với giá là 500. Em xin lên phôi số 10. Em xin đo chiều cao của phôi. Chiều cao của phôi là 62. Hoành cổ là 31. Sổ đế là 49. Mã số 10 này em xin Zalo với giá là 300.
Em xin lên phôi số 11. Một cái phôi để đặt ha. Da rất là sáng. Em xin đo chiều cao của phôi. Chiều cao của phôi là 68. Quanh cổ là 38. Sổ đế là 50. Mã số 11 này em xin giao lưu với giá là 500. Em xin lên phôi số 12. Một cái phôi mini một rễ à. Em xin đo chiều cao của phôi. Chiều cao của phôi là 56. Quanh cổ là 21. Sổ đế là 51. Mã số 12 này em xin giao lưu với giá là 200. Mã số 13. Em xin đo chiều cao của phôi. Chiều cao của phôi là 61. Quanh cổ là 26. Sổ đế là 53. Mã số 13 này em xin giao lưu với giá là 400. Mã số 14. Em xin đo chiều cao của phôi. Chiều cao của phôi là 53. Quanh cổ là 22. Sổ đế là 42. Mã số 14 này em xin giao lưu với giá là 200. Xin lên phôi số 15. Rồi, em xin đo chiều cao của phôi. Chiều cao của phôi là 57. Quanh cổ là 32. Sổ đế là 49. Mã số 15 này em xin giao lưu với giá là 300. Em xin lên phôi số 16. Em xin đo chiều cao của phôi. Chiều cao của phôi là 53. Quanh cổ là 32. Sổ đế là 44. Mã số 16 này em xin giao lưu với giá là 300. Rồi, em xin lên phôi số 17. Rồi, em xin giao lưu. Em xin đo chiều cao của phôi. Chiều cao của phôi là 61. Quanh cổ là 21. Sổ đế là 52. Rồi, em xin giao lưu mã số 17 thì giá 150. Em xin lên phôi số 18. Rồi, em xin đo chiều cao của phôi. Chiều cao của phôi là 57. Quanh cổ là 29. Sổ đế là 49. Rồi, em xin giao lưu mã số 18 này giá là 300. Em xin lên phôi số 19. Phôi một rễ quý anh chị. Đặc biệt nhà vườn bao phí ship. Bao sống cho quý cô chú anh chị mình luôn nha. Cây gửi về tận nhà. Em xin đo chiều cao của phôi. Chiều cao của phôi là 71. Quanh cổ là 19. Sổ đế là 55. Mã số 19 em xin giao lưu với giá là 200. Em xin lên phôi số 20. Rồi, em xin đo chiều cao của phôi. Chiều cao của phôi là 72. Quanh cổ là 29. Sổ đế là 59. Rồi, mã số 20 này em xin giao lưu với giá là 350. Lô phôi này đế rất là sạch quý anh chị. Da sáng à. Rồi. Em xin lên phôi số 21. Rồi, em xin đo chiều cao của phôi. Chiều cao của phôi là 64.
Hoành cổ là 27. Sổ đế là 50. Mã số 21 này em xin giao lưu với giá là 350. Xin phôi số 22. Em xin đo chiều cao của phôi. Chiều cao của phôi là 64. Hoành cổ là 28. Sổ đế là 48. Rồi, mã số 22 này em xin giao lưu với giá là 200. Em xin lên phôi số 23. Rồi, em xin đo chiều cao của phôi. Chiều cao của phôi là 62. Hoành cổ là 30. Sổ đế là 47. Mã số 23 này em xin giao lưu với giá là 300. Rồi, em xin lên phôi số 24. Phôi rất là đặc ha. Tài cành bỏ rất là duyên quý anh chị. Rồi, em xin đo chiều cao của phôi. Có cái gọng chữ C. Chiều cao của phôi là 61. Hoành cổ là 35. Sổ đế là 47. Mã số 24 này em xin giao lưu với giá là 400. Em xin lên phôi số 25. Rồi, em xin đo chiều cao của phôi. Chiều cao của phôi là 66. Hoành cổ là 31. Sổ đế là 54. Mã số 25 này em xin giao lưu với giá là 350. Rồi, em xin lên phôi số 26. Rồi, em xin đo chiều cao của phôi. Chiều cao của phôi là 57. Hoành cổ là 34. Sổ đế là 42. Mã số 26 này em xin giao lưu với giá là 300. Mã số 27. Rồi, em xin đo chiều cao của phôi. Chiều cao của phôi là 56. Hoành cổ là 24. Sổ đế là 49. Mã số 27 này em xin giao lưu với giá là 200. Em xin lên phôi số 28. Rồi, em xin đo chiều cao của phôi. Chiều cao của phôi là 59. Hoành cổ là 31. Sổ đế là 45. Mã số 28 em xin giao lưu với giá là 300. Em xin phôi số 29. Rồi, em xin đo chiều cao của phôi. Chiều cao của phôi là 61. Hoành cổ là 34. Sổ đế là 49. Mã số 29 em xin giao lưu với giá là 300. Rồi, em xin lên phôi số 30. Rồi, em xin đo chiều cao của phôi. Chiều cao của phôi là 62. Hoành cổ là 26. Sổ đế là 52. Mã số 30 này em xin giao lưu với giá là 300. Rất là nhiều mảnh giá cho quý cô chú anh chị mình lựa chọn ha. Em xin lên phôi số 31. Rồi, em xin đo chiều cao của phôi. Chiều cao của phôi là 57. Hoành cổ là 32. Sổ đế là 44. Mã số 31 này em xin giao lưu với giá là 400. Em xin lên phôi số 32. Rồi, em xin đo chiều cao của phôi. Chiều cao của phôi là 60.
Hoành cổ là 28. Sổ đế là 48. Rồi mã số 32 này em xin giao lưu với giá là 350. Em xin lên phôi số 33. Em xin đo chiều cao của phôi. Chiều cao của phôi là 62. Hoành cổ là 32. Sổ đế là 55. Thì mã số 33 này em xin giao lưu với giá là 400. Em xin lên phôi số 34. Phôi một rễ với anh chị, co lắc ha. Rồi, em xin đo chiều cao của phôi. Chiều cao của phôi là 54. Hoành cổ là 20. Sổ đế là 46. Mã số 34 này em xin giao lưu với giá là 200. Em xin lên phôi số 35. Phôi rất là to. Em xin đo chiều cao của phôi. Chiều cao của phôi là 63. Hoành cổ là 35. Sổ đế là 51. Hoành cổ là 62. Rồi mã số 35 này em xin giao lưu với giá là 700. Em xin lên phôi số 36. Đế đặt với chị. Em xin đo chiều cao của phôi. Chiều cao của phôi là 59. Hoành cổ là 38. Hoành cổ là 38. Sổ đế là 47. Hoành thân là 57. Rồi mã số 36 này em xin giao lưu với giá là 700. Em xin giao lưu lên phôi số 37. Rồi, em xin đo chiều cao của phôi. Chiều cao của phôi là 57. Hoành cổ là 19. Sổ đế là 58. Mã số 37 này em xin giao lưu với giá là 250. Rồi, em xin lên phôi số 38. Rồi, em xin đo chiều cao của phôi. Chiều cao của phôi là 54. Hoành cổ là 30. Sổ đế là 48. Mã số 38 này em xin giao lưu với giá là 300. Em xin lên phôi số 39. Rồi, em xin đo chiều cao của phôi. Chiều cao của phôi là 48. Hoành cổ là 32. Sổ đế là 48. Mã số 39 này em xin giao lưu với giá là 250. Rồi, em xin lên phôi số 40. Em xin đo chiều cao của phôi. Chiều cao của phôi là 55. Hoành cổ là 27. Sổ đế là 48. Mã số 40 này em xin giao lưu với giá là 250. Mã số 41. Em xin đo chiều cao của phôi. Chiều cao của phôi là 58. Hoành cổ là 24. Sổ đế là 46. Mã số 41 này em xin giao lưu với giá là 300. Em xin lên phôi số 42. Em xin đo chiều cao của phôi. Chiều cao của phôi là 57. Hoành cổ là 30. Sổ đế là 49. Mã số 42 này em xin giao lưu với giá là 300.
Rồi em xin lên phôi số 43. Phôi 1 rễ nó co lắc à, là quái à. Rồi, em xin đo chiều cao của phôi. Chiều cao của phôi là 52. Vành cổ là 19. Sổ đế là 47. Mã số 43 này em xin giao lưu với giá là 350. Rồi, em xin lên phôi số 44. À, em xin đo chiều cao của phôi. Chiều cao của phôi là 60. Vành cổ là 29. Sổ đế là 53. Mã số 44 này em xin giao lưu với giá là 500. Mã số 44 cũng là cuối clip, mong cô chú anh chị xem và ủng hộ. Xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị. Hẹn là gặp cô chú anh chị trong clip sau ạ. Rồi, xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị đã xem clip ha. Chúc quý cô chú anh chị có một ngày thật là nhiều niềm vui và hạnh phúc ha. Pháp Thái Vi chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại vào clip tiếp theo của nhà vườn chị Thảo nha.